Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì có thời gian mình làm về vị tướng Omen nha. Rồi, một vị tướng mới ra mắt ở bản thử nghiệm Lego Mobile và theo mình được biết thì vị tướng này khá là bá đạo. Khi mà phút thứ 6, khi mà King Kong bắt đầu xuất hiện thì nó có thể ăn dễ dàng. Và cũng như là đến phút thứ 12, King Kong xuất hiện từ lần thứ 2 thì vị này vẫn có thể là ăn King Kong một mình. Và có thể là không cần lên đồ, vẫn có thể là ăn King Kong nha. Đấy là một điều khá là lợi cho vị tướng này. Đây chỉ là lỗi thôi, chứ không phải là thực tế gì đâu. Nhưng mà mình tin chắc một điều thì trong một khoảng thời gian ngắn thì vị tướng này sẽ bị làm lại. Sẽ bị là, nói chung thì sẽ bị làm chỉnh lại cái lỗi đấy nhá, lỗi cân King Kong ấy. Đó. Thế nên là anh em tranh thủ đánh vị tướng này thôi. Rồi. Thì vị tướng này thì nếu mà chơi thì bắt đầu bây giờ ấy, cứ đến phút thứ 6 là anh em phải canh King Kong rồi. Đối phương ăn King Kong sớm là có lẽ là trận đấu kết thúc sớm đấy. Rồi, một vị tướng khá là bá đạo nha. Có một tốc độ đánh khá là cao. Ok. Đấy, chiêu thức của nó cũng là loại một vị tướng solo quá là đỉnh. Tại vì là nó có cái chiêu cuối của vị tướng này có thể giữ chân ông vãi trưởng cả team team rời trận hết à. Vãi cả trưởng cả bán đồ gỗ một mình ra farm lúc này. Đủ. Mọi người nếu mà anh em chơi bản thử nghiệm Lego Mobile ấy thì biết chắc một điều thì hiện tại thì đánh ở bản test Lego Mobile nó khá là lag nhá. Không phải là do mạng Wi-Fi đâu. Wi-Fi thì lúc nào cũng ổn định thôi. Nhưng mà thật sự đây là do quá là đông người. Đông người đăng nhập vào cái bản thử nghiệm Lego Mobile này. Cái bản thử nghiệm Lego Mobile chỉ là bản thử nghiệm thôi, nó khá là yếu nhá. Chứ không được nâng cấp mạnh như kiểu cái bản chính Lego Mobile đâu. Rồi, đau. Rồi, một vị pháp sư có chịu vãi. Có lag, anh em nhìn thấy chưa, lag nhá. Ok, xin chào mọi người nhá. Rồi, thật sự thì đánh ở bản thử nghiệm Lego Mobile này là khá lắm người biết tới mình. Đánh bản chính thì khá là mờ nhạt thôi, mà hình như bản chính thì mình rất là ít cơ chi khi chơi ở nick chính. Bản thử nghiệm này thì mình mới có thể là chơi ở nick chính thôi. Thử nghiệm thì thoải mái đi, chả ai nhờ mình đánh ở bản thử nghiệm cả đúng không? Đấy, bản thử nghiệm thì rất là lắm tướng rồi, mình cũng chả có ý định mượn ai về tướng ở cái bản thử nghiệm Lego Mobile nữa vì full tướng mà. Ok nào, bắt bò lạc. Rồi bỏ qua thanh niên này. đây, bò lạc của tôi đây. Rồi level 3 là chắc chắn chết từ chú chết anh. Ok, chiến công đồng hộ không. Nào. Rồi, vơ vét được một mạng ngon quá. Nào hộ không lên đây. Thấy chưa? Vị tướng này mình kết nhất đó là cái chiêu cuối của vị tướng này. Khi mà đặt ra một thanh kiếm và vị tướng này có khả năng là giữ chân đối phương lại trong cái thanh vòng tròn đó trong khoảng vài giây khá là lợi. Đấy. Việc khả năng là vị tướng này đây từ từ mình sẽ thịt luôn, mình có chiêu cuối rồi. Ở thôi vãi trưởng. Thế mà vẫn lộn được. Sai quá. Rồi nhá. Thì thật sự thì nếu mà cái chiêu cuối này của nó anh em đang bị tấn công ấy thì có thể là nhốt đối phương lại xong anh em chạy ra rất là dễ dàng. Còn nếu mà đối phương đang định chạy trốn, anh em có thể nhốt đối phương trong đấy và anh em đứng lại solo một mình. Nhưng mà một điều là cái chiêu cuối này của vị tướng này vẫn có thể là hóa giải bởi Chowner và những cái vị tướng khác có những cái chiêu gọi là miễn giải khống chế nha. Hoặc là có thể là anh em mang cái thanh tẩy đi, thanh tẩy đi thì cũng rất là lợi thôi. Vị tướng này nếu mà giữ chân anh em lại ở trong cái vòng tròn đó thì anh em có thể dùng thanh tẩy để thoát ra. Đó, một phép bổ trợ rất là lợi. Rồi lên bài điểm số. Wow, một không ăn lắm mẹ vậy. Thôi. Đánh nhau mà ghê quá cơ. Rồi ok, một mạng tiếp. Nào. Tí nữa thì mình vẹo luôn. Nào, chơi luôn con dòng hắc ám. Ở cái bản thử nghiệm con mobile này nó update rồi nha, update cái mùa 4. Cũng như là các trang bị có sự thay đổi từ hình dáng, anh em nhìn thấy 80 vàng chưa? Ăn rồng không phải là 100 vàng nữa thì hiện tại bây giờ nó bị giảm con rồng xuống là 80 vàng rồi. Khá là bèo. Đấy, ăn rồng bây giờ chỉ có 80 vàng thôi, dòng hắc ám ở cái bản thử nghiệm con mobile. Và sắp tới nó mà cập nhật ở bản chính con mobile thì cũng thế thôi. Không có sự thay đổi gì nhiều đâu. Ok, mình sẽ thông báo cho anh em về những cái món đồ mà thay đổi nha. Mình có làm một clip rồi. Thay đổi về hình dáng của khá là nhiều. Ơi, vẫn chạy được vãi trưởng. Thay đổi khá là nhiều cái hình dáng các món đồ Lego Mobile nha.
nó được nâng cấp lên nhìn đẹp hơn thôi. Hầu như là những cái vị những cái loại game đây này nha, mình sẽ lên cái sau ra bão tép này, tăng tốc độ đánh, chí mạng này đấy. Thường thường những cái loại game trên điện thoại này thì thời gian đầu nó ra mắt thì bản đồ khá là xấu. Như cả Liên Quân Mobile anh em, nếu mà chơi đời đầu ấy thì mùa đầu ấy thì nó mùa 1 ấy thì bản đồ khá là xấu nhá, không có hiệu ứng đâu. Nhưng mà nâng cấp lên rồi, đây là hiện tại mùa 3, sắp mùa 4 các thứ rồi thì nhìn nó đẹp hơn rất là nhiều. Này mà ấy chết lag rồi, một mạng siêu việt, anh cân được hết, tốc độ đánh cao không bị xoắn nào, lại về đây với anh. Ok em yêu ơi, thế là được một mạng tiếp rồi. Con này lợi bởi cái chiêu đầu tiên này của nó thì kéo đối phương về nhá. Rồi tiếp đến là càng đánh bo con này, anh em đánh bo 5 lần thôi là nó sẽ kích hoạt cái nội tại, kích hoạt cái đoàn đánh đấy, tăng tốc độ đánh và cũng như là gây sát thương khỏe hơn. Một cái sự kết hợp khá là hoàn hảo. Rồi ok, một mạng tiếp. Rồi thật sự thì nó ra mắt một phát 6 tướng liền, mình cũng khá là bất ngờ. Nhưng mà nhiều anh em không bất ngờ đâu, vì sao? Vì là anh em chơi ở cái vương giả vinh diệu thì một loại game khá là hot. Nhưng mà thật sự bây giờ mình vẫn chưa chơi game đấy. Vì sao? Vì cái loại game đấy thì hiện tại thì nếu bây giờ mình bắt đầu mình học chơi thì khá là lâu nữa mình có thể làm clip lại được. Đấy, phải mất một thời gian khá là dài để tìm tòi, tìm hiểu nhá. Chứ còn Liên Quân Mobile mình chơi khá là lâu rồi, thế nên là chất đồ cũng như là các thứ thì mình quá là thông thạo rồi. Vậy nên là mình khá là ngại ngần khi mà chơi các loại game mới. Ok, một mạng nữa. Rồi, cũng như là cái game tiểu mễ siêu thần nha, mình xin rất là xin lỗi anh em. Rồi ok, cân kinh công level 6 nào. Vì sao? Vì tiểu mễ siêu thần thì thời gian đầu mình chơi nó không lag một chút nào. Hiện tại giờ mình vào lúc nào nó ping 500 thôi. Anh em nếu mà chơi nhiều anh em cũng biết rồi. Thời gian đầu thì nó không lag, nhưng mà tự nhiên là lag quá nên mình không thể nào mà quay được clip cho anh em ấy. Đấy, khá là buồn. Ok, xong đã bắt táp rồi. Ok, một mạng tiếp lên bảng. Đấy, 6 mạng rồi. Con này nó bá đạo thế. Ăn kinh công là phút thứ 6. Đấy, level 1 nhá. Anh em thật sự thì level 1 nếu mà có kinh công thì vị tướng này vẫn có thể là cân được kinh công. Nhưng mà thật sự level 1 thì kinh công chưa ra đâu. Đó, ăn kinh công rất là dễ dàng. Vì nếu mà anh em ra ăn kinh công ấy thì anh em lưu ý đối với vị tướng này này, phải kích hoạt cái chiêu thứ hai này thì kinh công đánh anh em mới không mất máu. Chứ còn ví dụ mà anh em lao vào đánh kinh công mà không kích hoạt cái chiêu thứ hai ấy thì là vẫn mất máu như bình thường, nó vẫn vả cho sấp mặt luôn. Đấy, ok, từ từ nha, đừng quá đánh nhau vội. Xem thông tin đây này, này ngộ không quá à. Mình không ra nhanh rồi ngộ không tin mình là chết luôn. Rồi chú ở lại với anh. Chạy làm sao, chết rồi. Ok, thần thánh chạy làm sao được chứ. 7 mạng rồi. Nào, còn một thanh niên nữa. Ôi, bách trưởng phi nhanh thế. 6 tướng Liên Quân Mobile thì mình sẽ cố gắng 6 tướng mới ra mắt nha, thì mình sẽ cố gắng làm clip mỗi tướng một clip hướng dẫn anh em chơi và cũng như giới thiệu về các món đồ của nó. Nào, thôi em yêu thế mà chạy mất rồi, chém tất. Nó ra mắt thì khá là nhiều anh em thích chơi đấy, hầu như vào bản test bây giờ khá là đông anh em chơi các vị tướng. Hầu như là vào trận thì rất ít gặp những cái vị tướng cũ nha. Rồi ôi thôi, đau đấy chứ, anh em có thể sử dụng chiêu cuối để chạy nha, sử dụng chiêu cuối để chạy. Ok, đứng lại chơi xong rồi, em xin lỗi. Gặp hai tinh niên chí mạng cao. May quá, may là Zuka bụng bự cũng như là Thánh Tôn Ngộ Không đấy tha cho mình. Tại vì mình không phải là yêu quái. Không biết là con này phải yêu quái không. Nhìn dáng đi khá là dị. Đấy, dáng đi khá là dị. Rồi. Ôi, vãi trưởng vẫn biết mình trong này nè, mình kéo nó lại bây giờ. Lại đây với em. Ê, thôi. Bị con chim điện của... Ôi, thì xong rồi. Đào thật. Đúng là nó hạ cho quả mông vào. Zuka mông béo. Quả bông bự, nó nhảy cho một phát lún cả đất luôn. Thôi mất zin luôn, chú ý thật. Ok, kiếm Felix nha.
Đây là có thể công tặng công vật lý này, tốc độ đánh này khá là lợi, và cũng như là cộng giáp cho vị tướng này. Thì các chiêu thức của nó mình đã chơi rồi thì mình biết thì nó cần cái tốc độ, lượng tốc độ đánh khá là nhanh ấy, chí mạng và lượng tốc độ đánh nhanh, thế nên là việc mà khả năng là vị tướng này lên tốc độ đánh thì nó rất là tốt, không có gì lại gọi là hại cả. Đây là cách lên đồ. Ôi vai trưởng nào, em yêu lại đây với anh. Rồi, một mạng rồi. Chú Zuka, vãi, thoải mái đi, đồng đội anh tới rồi. Thoải mái đi. Kiểu hổ báo quá trớn. Thế là bị team hành cho sấp mặt, team mình quay. Định chơi mình nhưng mà không thành công. Ok. Đây rồi, lại đây với anh nào. Thôi. Rồi, vị tướng có chiêu thức kéo về khá là lợi. Ấy rồi, đủ. Đồng vãi. Một cái lợi nữa cho vị tướng này cũng gọi là cơ động nha. Vị tướng này cũng được gọi là cơ động. Vì sao? Vì cái chiêu thứ hai của nó là tăng tốc độ di chuyển này đấy. Tăng tốc độ di chuyển cho vị tướng này. Và cũng như là giảm sát thương. Vậy nên là vị tướng này có khả năng là đi gank tốt. Rồi, đi gank tốt này. Solo tốt này, solo lợi này. Một vị tướng cũng gọi là solo quá là đỉnh cao. Nào, tiếp tục đi. Chắc chắn vị tướng này mà ra lăm mắt biển bản chính Linko Mobile thì nó rất là hot đấy. Hiện tại thì lúc vào cái bản thử nghiệm Linko Mobile này phải nhanh tay thì mới có thể là chơi được vị tướng này nhá. Vì anh em là rất thích chơi vị tướng này, không kịp pick là anh em lại pick lại luôn. Đấy, xin so hỏi lại anh em lại có người cho, có người không cho, ok một mạng tiếp. Thấy chưa? Tốc độ di chuyển vị tướng này bằng cái chiêu thứ hai nó rất là nhanh. Rồi, đây, mình ưu tiên làm vị tướng này trước. Vì sao? Vì khá là lắm anh em có nói là anh ơi làm vị tướng về một vị tướng Omen. Có khả năng là solo kinh công phút thứ 6 đi. Ok, mình đã thực hiện thành công và solo kinh công phút thứ 6 rất là dễ dàng. Chuẩn bị đến phút thứ 12 là mình sẽ chơi tiếp con kinh công nữa. Ok, kiếm Phoenix này. Một món đồ cuối đó là nanh Phoenix nốt luôn. Một cái cộng 200 công vật lý, khá là khỏe. Tốc độ đánh bây giờ làm của mình là rất là bé rồi. Cần thêm một chút sát thương thôi, chí mạng của mình cũng cao rồi. Đấy. Rồi. Thì 6 vị tướng này ra mắt ở bản chính, bản thử nghiệm Linko Mobile. Thì nếu mà nó cập bến ở bản chính ấy thì phải sang đến mùa 4 cơ. Bản chính Linko Mobile thì nó phải cập nhật mùa 4 thì các vị tướng này mới có thể là ra mắt nha. Thế nên anh em cứ luyện dần đi. Bây giờ là sẽ sắp sửa ra mắt các vị tướng tiếp theo, ví dụ như Tiana này, đấy, Joker này, rồi mấy vị tướng ra mắt khá là lâu ở bản thử nghiệm rồi. Thì tiếp tục nó sẽ chuẩn bị thôi, như cả Superman chẳng hạn đấy. Nhanh chóng thôi. hàng. Đấy, trả thù luôn nhưng mà không chính tay mình giết được. Zuka chơi mất zin của mình, bây giờ mình cố gắng nhìn thanh niên Zuka. Ok, phút thứ 12, quá 46 giây rồi, không để ý nha, mình nói là phút thứ 2 mình ăn kinh công rồi. Ok, con kinh công thứ 2, ăn kinh công sớm. Đấy, kinh công hạ cục rồi. Hai bùa kinh công và ăn kiểm soát dòng tốt, team hơn về mạng mà trận nãy mà thua thì không bao giờ có thể thua được thật sự. Ông nếu mà không thể bạo mồm được, vì đối phương nếu mà muốn kéo dài trận đấu ra chỉ có ôm pham lại đây với anh. Đây nha anh em nhìn này, mình solo này, thôi, để cho mình ăn solo một mình. Đấy, đối phương mà kéo dài thời gian ra thì có khả năng là thắng lại được team mình, nhưng mà cố gắng kết thúc trận đấu sớm thôi. Đây rồi, sống sao, ok một mạng tiếp. Đấy chưa, nhìn này, mình quật rất là đau. Một vị tướng mới ra mắt mà phải gọi là cực kỳ là hot. Đây, bắt thì là bò lạc nha. Không này, không phải gọi là bò lạc mà đây là khỉ lạc nha. Ngộ không thì gọi là khỉ đúng không? Này thì tề thiên đại thánh này cho chú vào trong cái đấu trường của anh. Ok, hiện tại cứ vào cái đấu trường này biết ngay, biết tay là thanh niên là gọi là sát thương khỏe. Tiếp tục double tap. Bây giờ thì lượng sát thương cao rồi. Đánh vài phát là sẽ có mạng thôi. Rồi, anh em lưu ý nếu mà team họ mà có vị tướng Omen này nha, thì
để ý cho mình cái con King Kong này, phút thứ 6 ra gọi là tranh thủ để ý con King Kong. Không là đối phương ăn mất thì hơi bị tiếc. Rồi, nhốt luôn. Thế nào là mình chém vài phát là chết mạng rồi, đồng đội không được cả mạng nào luôn. Ok, nào, lại đây với anh. Đấy chưa, yêu từng một thanh niên luôn. Và trong 6 vị tướng cập nhật này có một vị tướng gọi là, hai vị tướng nữ khá là hot girl. Đó là Ngân Nguyệt, vị tướng Ngân Nguyệt và vị tướng Wonder Woman. Đấy, hai vị tướng khá là hot, đấy là vị tướng nữ nhá. Bây giờ anh em để ý nhá, là các vị tướng ra mắt ở Liên Quân Mobile, bản thử nghiệm Liên Quân Mobile thì càng ngày nó càng mạnh, càng ngày có hình dáng càng dị và sức mạnh quá là bá đạo. Ok, bột mạng rồi, chúi rồi, chết rồi. Anh cân hết, không phải ngại. Đấy, thôi. Không có cái thanh niên pháp sư kia là mình ăn được rồi. Đau thật. Tí nữa thì cân được cả Ngộ Không cả Zuka. Ngộ Không tin mình sao này. Quật. Không hiểu thanh niên làm gì nữa. Rồi. Hay quá. Lên bảng nốt. Chán thật, gần như là quét sạch. Thấy chưa, thua rồi đấy. Kia là quảng game rồi, cuối game là quảng game đấy. Hiện tại mình ăn 17 mạng nha. Mình sẽ thử bán cái thương long này đi và lên cái liền đặt mệnh. Xem nào, cái nội tại liền đặt mệnh là miễn nhiễm sát thương và tăng tốc độ di chuyển cho vị tướng này. Gọi là thần linh can thiệp bởi cái nội tại của nó rất là bá. Xem nếu mà không ổn thì mình sẽ thay thế cái liềm đặt mệnh đấy bằng cái giáp hộ mệnh. Đấy, một lần hồi sinh. Rồi, hiện tại là mình rất là xanh, xanh nhất cái bản đồ rồi. Đấy, xanh nhất cái bản đồ. Trông thanh niên này lúc đầu là vác, đi trên người thì vác cái gọi là như kiểu thanh kiếm ở trên vai. Xong lúc đánh thì nó bắt đầu như kiểu nó rút ra cái dây roi, dây da đấy. Thôi, vãi thật đông thế. Đủ, thôi em xin lỗi. Vẫn sống rồi. Vai trưởng. Quả đấy là mình là thành bò lạc chứ không phải mình đi bắt bò lạc. Đau thật. Quả đấy đang định bắt Ngộ Không đi mộ, thấy lẻ loi một mình quá, ai ngờ đi vào phát chơi ngay một. Bao nhiêu anh em đang nấp ở trong bụi rậm chờ mình đi qua như kiểu thèm thuồng lắm ấy, bò lạc ấy. Rồi Airi lướt cũng không lướt được qua khỏi cái đấu trường. Oh man. Cái tình hình là thua rồi. Đấy, đánh như này là không cẩn thận là thua đấy. Hai con King Kong mà thua trận này thì quá là nhục nhã rồi. Hiện tại là ăn 17, hỗ trợ 10, chết 3. Hỗ trợ và cái điểm hỗ trợ, điểm ăn hạ cục của mình là khá là cao. Ok, anh hồi sinh rồi, anh tới đây. Nhanh, không nát cái nhà chính bây giờ. Rồi, anh chơi hết, anh cân hết. Vào đây, em đùa. Thôi. Lại chết rồi. Sao cần cuối game là mình bắt đầu mình quảng game quá vậy. Trận này không biết là có thắng hay thua ở đây. Khó khăn vai rồi. Đánh quả rắm to cho mình sang xem bắt nào. Thanh niên đánh rắm, chuyên trị đánh rắm. Nào, một gậy của Ngộ Không. Một thôi. Một tư thế chết rất là đẹp mắt. Rồi, Ngộ Không lên bảng. Hay quá. Rồi, tuyệt vời. Đối phương quét sạch rồi, lên thẳng anh em ơi. Lên thẳng mà quẩy thôi. Mà nghĩ đến nơi là lên thẳng thì mình thấy cái liềm đặt mệnh này nó không có, không thấy tác dụng gì cho lắm. Chết, bốc hơi quá là nhanh. Thế nên là nếu mà được cái thanh niên đi chung cái nào, nếu mà được cái thanh niên đi đánh rắm kia mà búp cho mình cái chiêu cuối thì đẹp. Hồi sinh một lần cộng thêm cái giáp hộ mệnh này nữa thì hồi sinh hai lần khá là khó chịu nha. Một vị tướng có khả năng hồi sinh đồng đội mình và cũng như cả bản thân khá là tốt. Rồi, 3, 2, 1, King Kong anh em. Con King Kong thứ 3 và kết liễu trận đấu này thôi. Ăn King Kong không thắng được lần nữa này thì thôi đấy, hơi bị buồn. Nhanh, đối phương ra rồi. Thấy chưa, đánh phát là không mất máu. Ok, King Kong rồi. Ok. Lên thẳng thôi. Chả còn gì phải ngại ngần nữa, vai cất trưởng Ngộ Không này.
Anh em cứ lên nha, mình sẽ về mình bắt linh hộ không đã. Không cần ai đi đâu, một mình đủ solo thanh niên này. Ô, thôi chạy nhanh đi. Nào được lại solo anh đi. Rồi. Sống đâu. Lên bảng nốt. Mình còn cái giáp hộ mệnh này, thế nên mình không ngán thanh niên ngộ không. Không sợ thanh niên nó vả. Lên đầy thẳng thôi, đối phương còn 30-40 giây nữa. Đối phương còn hai người vũ trụ. À đây. Chết ba người rồi. Đấy. Kéo lại, thôi lần này thì thua chắc rồi nha. Có dây xích ở đây rồi, thoải mái đi. Ok, còn một cái giáp hộ mệnh nữa. Rồi. Ở Victory rồi, chiến thắng trận đấu thôi. Đối phương còn một thanh niên Omen đã ra. Nhưng mà thật sự thì không kịp đâu. Ok, Victory. Rồi, chiến thắng một trận đấu rất là ngọt ngào. Thì thật sự đây là một vị tướng có khả năng hiện tại nha, có khả năng là ăn con kinh công phút thứ 6. Mới kinh công ra mắt phát nó không cần lên đồ nó vẫn rẻ ăn được. Đấy, một lỗi thì chắc là Linko Mobile sẽ sớm khắc phục thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình, giúp mình đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.